Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Mọi người ơi, hôm nay mọi người có khỏe không? À, chắc là khỏe chứ. À, xin chúc các cô chú, các bác, các chị em, các anh em, các bạn và các cháu có một buổi tối, buổi chiều thật là vui vẻ. Hiện tại mình đang ở ngoài đồng các bạn ơi. À, trọ mình ở gần ngoài đồng, đi tầm vài phút là tới. À, nói chung thì tình hình dịch hiện tại cũng đang hơi phức tạp. À, các bạn đi đâu đi nhớ bịt khẩu trang rồi điều khiển xe cẩn thận các bạn nha. À, các bạn đều cố gắng. Nói chung các bạn bây giờ tình dịch như thế này thì công việc cũng hơi bị xáo trộn tí, thì hy vọng tất cả chúng ta đều chung tay đẩy lùi Covid các bạn nha. Đẩy lùi chứ, đẩy lùi. Đẩy lùi. Nói chung bình thường thôi các bạn. Hiện tại không có gì đâu. Hiện tại mình với bé bông lan ra ngoài đồng tám với các bạn mình ăn xoài. Đây. Mà rất là tiếc hồi nãy mình có kiểm tra là mình với bé bông lan quên cầm dao các bạn. quên cầm dao. Bây giờ ăn như thế nào ta? Ăn nguyên cái như cái được không các bạn? Các bạn thông cảm nha. Hồi nãy mình rửa tay rồi. Mình rửa tay sạch sẽ, mình xịt thuốc rồi, xịt khử trùng rồi các bạn nha. Trọ mình gần chỗ này lắm, mình không có đi đâu xa đâu. Đi tầm vài phút là tới à. Không có gì đâu. Nên bây giờ tình hình dịch như thế này thì đi ăn uống thường mang về, chứ không có tụ tập đông người, nên mình mua mang về, chủ yếu là ở trọ rồi mình ra mình tám với các bạn cho nó vui. Bạn nào lai rai lai rai, anh em lai rai vui vẻ nha. Vui là chính. Hát karaoke lai rai tầm khoảng 1-2 người thôi, chứ tụ tập đông quá nhiều khi cũng không cho. Thôi bây giờ là bóng đá giả cái này. Các bạn thông cảm, mình với bé Hùng là không quên cầm dao. Thôi thì hôm nay ăn xoài là tám với các bạn vui thôi, không có gì đâu. Bông lan thôi, không có dao. Bây giờ sao ta, không có dao các bạn. Hay là em cá anh cá một cá thôi nha. Một cá thì em anh cắn bên này, em cắn bên này. Hay là anh cắn trước rồi em cắn sau nha, để anh lột cho. Rồi ok. Không, cái này xoài chín mà. Xoài chín mà các bạn, nói chung xoài chín. Thôi lỡ rồi các bạn cho phép mình cắn một nửa đây, bé bông lan cắn một nửa kia, các bạn ăn cho vui thôi các bạn nha. Các bạn thông cảm. Đây, mình với bé bông lan có cầm một hũ muối. Thôi thì các bạn ngồi tám với mình nha. Các bạn có gì vui vui cứ bình luận bên dưới, thì mình rảnh thì mình sẽ rip các bạn lại. Đây các bạn đây. Muối rất là đơn giản này, các bạn thấy không? Đấy, rồi. Thì tương lai tới thì mình gom góp ít tiền rồi có tiền rồi mình mua khoảng đất nhỏ rồi xây nhà, mình mới làm YouTube gần quê các bạn nha. Hiện tại thì mình cũng đang cố gắng, thì tại vì hai tụi mình cũng tự túc tự lập, thì các bạn cũng hiểu, nói chung không có gì đâu. Thì tương lai là các bạn sẽ thấy mình có một ngôi nhà riêng, ví dụ vậy đó, thì mình cũng chưa biết. Nói chung thì bây giờ hai đứa cũng đang tự lập ở thành phố. Nói chung thì cũng không có gì đâu các bạn. Tương lai thì mình cũng không có mấy tiền rồi về chỗ quê thì xây ngôi nhà nhỏ rồi quay phim cho các bạn xem luôn. Các bạn thấy này, ấy rất là thơm. Các bạn thông cảm, giờ tại không có mang dao các bạn ơi. Mềm hả? Mềm đúng không? Có dao nó ăn cho nói chung nó gọn gàng hơn, bây giờ không có mang dao. Các bạn nha, mình có một điều cũng chia sẻ tất cả cái việc các bạn, mình đang mua mic để mình gắm chỗ đây nói chuyện cho các bạn dễ nghe hơn. Vì hiện tại mình nói rất là to đúng không các bạn? Mình nói to vậy để các bạn dễ nghe. Mình đầu tư mic là 8 triệu các bạn. Mình mua mic 8 triệu là để các bạn khi tâm sự tám với các bạn thì các bạn dễ nghe hơn. Tại vì các bạn biết không, tại vì lúc đó thì mình các bạn một số bạn còn kêu là sao không mua mic để gắn để nói rõ hơn, có những lúc nói không có nghe cái gì, các bạn nói không nghe gì luôn. Tại vì mình nói xa quá, với lại cái điện thoại chỉ bắt gần như thế này thôi, còn xa thì điện thoại bắt không có nổi, nên là mình mới mua mic đang chờ ship về. Thì do mình cũng tìm hiểu được gần hơn tháng á, mic này chỉ có cắm rồi cắm qua cắm lại, chọt qua chọt lại là mình nghe được thôi. Bà làng kiểu cắn là không có, hai người ăn không nên gì, không có vệ sinh như đây đại khái vậy đó. Okay. Thôi ăn mỗi người mỗi cái, ok chơi luôn, ăn chiều nay khỏi ăn cơm luôn. Tối nay khỏi ăn cơm luôn. Rồi mình xin phép được ăn xoài các bạn nha. Các bạn ở đó ăn trái cây gì ăn, mình hôm nay mình ăn xoài tám với các bạn, nói chung vui là chính các bạn nha. Có những anh em á bé làng lâu lâu là mời anh đi nhậu, nhưng anh nói anh ốm anh nhậu không có được. Trời anh em lắm. Có những lúc mà thấy mình hôm nay rảnh không tiếc đi nhậu, trời ơi thông cảm quá, bây giờ bị bệnh nhậu không có được.
À, nói chung anh em thì lâu lâu nhậu ít ít, chứ nhậu nhiều quá nó say là không có hay. Hồi lúc trước anh tổng khoảng 15 tuổi á, lúc trước mình 15 tuổi mình cũng có uống ít ít như các bạn. À, bây giờ mình bệnh rồi không dám uống nữa. Đi rồi nhiều lúc anh em mời cũng mong anh em thông cảm đó, thì làm ly chứ không dám, mình bị bệnh. Thôi bỏ được là cũng tốt các bạn ha. Bây giờ mình ăn, các bạn ở đó ăn gì ăn, bây giờ mình sẽ phép ăn xoài. Đã tới đây rồi các bạn, ngồi tám với các bạn thì ăn xoài, các bạn xem mình ăn xoài cũng rất là ngon các bạn nha. Thì tự nhiên cũng rất là ngon, chưa ăn mà rất là ngon. Nhưng bây giờ mình sẽ ăn cho các bạn, nói chung thì các bạn ở đó ăn thì ăn gì ăn, mình đi ăn xoài. Ngon quá mọi người ơi. Mọi người ở đó lai ra gì lai đây nha. Hôm nay ngồi đi tám với mọi người cho nó vui thôi mà. Không có đem luôn. Mà lại là mang cái gì? Mang cái dao mà quên các bạn ơi. Ăn xíu muối hả? Anh không ăn cay đâu. Có xỉm cho ăn cay. Không, mình thổi cho ăn cay. Bông lan ăn thôi chứ anh không ăn đâu. Cho bé bông lan ăn, cho bông lan ăn cay mình cũng ăn. Tại anh ăn mà. Mình đang ốm các bạn. Phổi yếu nó ăn nó nóng nguy hiểm lắm. Bác sĩ kêu là phải uống uống cam đúng không? Ngày nào bông lan mình cũng mua vài trái cam làm cho mình, rồi chanh rồi lung tung đó các bạn. Lâu giờ với lá mờ uống cho nó mát phổi. Anh lấy cái cục gì anh kẹt hả? Hôm nào là đặt cái camera, cái cây trụ 100 mấy á, trụ bằng nhôm á các bạn. Cái đó nó cũng rẻ mà nhưng là cũng bền. Bữa mua là 300 ngàn á, vượt qua vượt lại bé luôn á. Bé luôn. Trời ơi. Cây cây gì trụ chân quay thì có những trụ thì cũng đắt mà nhìn nó nặng quá các bạn. Thế vậy nếu mà mình biết xài thì nó cũng rất là bền. Rồi xin mời các bạn. Lột hết luôn à? mình lột cái được một phần nữa nè. Lột trên đây dễ cầm cho em ăn, nhìn dễ bị sút đâu, dễ bị trượt á. Cắn dễ không? Cắn dễ. Mời các bạn ăn hết luôn nha. À. Các bạn ở đó ăn gì ăn nha. Xoài thì ngon các bạn ơi. Rất là ngon. Thì có mình cắt luôn. Ừ, đúng rồi. Mình cắt ăn nó gọn nhưng mà ăn như thế này. Dạ, mình cắt ăn lịch sự. À, ăn như thế này kiểu như là ăn trên cây ấy các bạn. Xoài là cái này là trên cây không, rồi các bạn đem bán. Ừ. Em thấy chỗ mà tươi tươi đúng không? Tươi tươi ngay chỗ núm nó mới hay không? Cái đó được ấy. Có những cái mình đi chợ các bạn để ý. Những cái trái cây ấy, nó có còn chiếc lá xanh xanh đó, cái đó là rất là ngon các bạn, tranh thủ nếu mà có đi chợ thì mình sẵn mình mua ít mình ăn thử. Còn những cái lá mà khô ấy, là cái lá nó để lâu nên nó chất lượng nó không được tốt. Mình có những trái cây thì mới nhập về ấy, thì mình mua ăn nó ngon hơn. Đây là bông lan mua cái này, cái xoài người ta hái gần quê á, người ta bán. Có những rau cũng vậy. Còn nhỏ đi hai lén mấy xoài ruộng cái bên đó các bạn vui lắm. Thời còn nhỏ các bạn. Mình cũng xin chia sẻ ngắn cho các bạn cái răng của mình đi. Đấy, răng mình có hai cái trụ sắt này các bạn. Cái ốc á cho nó lành, khoảng tầm khoảng tháng 11 mới lắp cái răng giả vô được. Ngon. Quên ăn với muối rồi. Ừ. Ăn với muối cũng dễ sặc lắm. Ăn với thôi, ăn không có. Ăn muối. Bé buồn làng ăn chuẩn bị hết hết rồi các bạn. Ừ. Rồi tí nữa mình đem về nhà. Ăn. Bữa nào hai ăn, bữa nào hai đứa mình đi bắt ốc. Hôm nào hai tụi mình rảnh đi bắt ốc cho các bạn xem. Em biết làm ốc không? Có hả? Nhưng ba bọn làng cũng biết nấu ốc, đồ nấu mới cái đồ xào xả rồi các bạn ơi. Tranh thủ kiếm tiền rồi có ít tiền rồi về quê rồi mua đất rồi mình mua nhà nhỏ rồi tiếp đó tính tiếp. Rồi quay phim cho các bạn xem luôn các bạn nha. Không các bạn ơi, sắp chưa hết rồi này. Thôi hy vọng là dịch bệnh sẽ được đẩy lùi. Chúng ta đi đâu đó thì cũng đeo khẩu trang, chứ không đeo khẩu trang nhiều khi cũng bị bắt này nọ kia cũng không vui.
hơn 5 giờ rồi các bạn. Mình xin phép dừng video tại đây các bạn nha. Chúc mọi người có một buổi tối thật là nhiều niềm vui. Thôi mọi người làm gì làm ra ra nha. Thì ăn cơm ăn ngon miệng. Và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau mọi người nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Mình xin phép được tắt video tại đây. Xin chào mọi người, đến bye ông Lan. Xin chào. Xin chào mọi người. Tắt video luôn.